Một chiếc Nokia E72 màu tím đẹp hoàn hảo dành cho khách hàng khó tính nhất Xin chào anh em đến với kênh của mình Và trên tay mình ở đây là một chiếc Nokia E72 màu tím nguyên hộp cực kỳ hiếm mà hơn một năm rồi bên mình mới về lại Chỉ một hộp duy nhất IMEI đuôi 2070 ở đây Và cái chiếc này bên mình về là hàng zin nguyên bản nguyên hộp và chưa qua sử dụng anh em nhé Bản Nokia E72i thì khác gì với E72 thường thì lát nữa mình sẽ giới thiệu và nói sau Thì trong video này mình sẽ mở hộp và trên tay chi tiết cho anh em chiếc Nokia E72 màu tím. Màu này nó chỉ đứng sau màu brown màu vàng đồng thôi. Đấy và rất là đẹp anh em nhé Con này hàng zin nguyên từ năm 2010. Và mình bao trách mọi thợ và sau đây thì mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Thì mình cũng nói luôn là Nokia E72 hay là E72i thì nó là một thôi. Nokia E72 ở thị trường nội địa Trung Quốc thì nó là tên là E72i và chức năng nó y hệt và nó không khác gì E72 thường cả đều wi-fi 3G đều chạy được tiếng Việt đủ hết và con này của mình mình về ở đây thì một chiếc hoàn hảo không tì vết anh em nhé con này thì mình năm ngoái thì mình có rất nhiều video mở hộp rồi thì uh, trong video này thì mình cũng quay qua và cũng mở hộp nhanh cho anh em xem thôi chiếc E72i màu tím này nguyên hộp này còn rất là đẹp hộp không có bị cấn móp gì nhá Muốn biết màu của máy là màu gì thì anh em phải nhìn ở đây, màu Omethi purple này, cái màu tím này. Nói chung là biết muốn biết màu gì phải anh em mình nhìn vào tem IMEI chứ không căn cứ vào hình ở bên ngoài được. Bản này là bản nội địa chung Nhưng mà vẫn cam kết với anh em là diên chuẩn tất cả từ ngày xưa. Máy thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Đấy. Con này thì nó có một cái đèn nháy ở nút home. Cái phím navi quang học đấy thì cái phím này nó có cảm ứng và nó sẽ có nháy chớp lúc mà có thông báo, lúc bình thường thì nó sẽ nháy chớp như kiểu dạng thở ấy, sẽ là 3 đến 5 giây nó sẽ chớp lên một lần. Còn nếu mà anh em mà có tin nhắn nhỡ của gọi nhỡ thì nó sẽ chớp rất là nhanh. Đấy, anh em để ý cái nút home bên này. thì thoảng tầm 3 đến 5 giây nó sẽ chớp lên một phát. Đấy. Như kiểu là máy nó đang thở ấy. Phía mặt à phía cạnh à, bên đằng này là của hộp thì là viên pin zin. Viên pin zin thì mình đã lắp vào trong máy rồi. Pin con này thì là pin 4L. Dung lượng pin là 1500mAh có thể nghe gọi được 5 đến 6 ngày, thậm chí để chờ cả tháng. Nếu mà con này chỉ dùng nghe gọi nhá, chỉ dùng mục đích để anh em để nghe gọi thì pin con này Châu không kém, không thua kém gì những chiếc Nokia cổ gạch như 110i hay là 1202, 1280 đâu. Cổ cáp sạc zin, thị trường này thì là cổ rồi cáp rồi anh em nhá. Đây. Cổ cáp zin, cái cáp này thì rất là tiện dụng khi mang đi sạc ở trên ô tô. Rồi, bên dưới thì máy thì mình sẽ nói sau. Bên dưới thì gồm thứ nhất là một chiếc bao da zin Riêng cái bao da của con Nokia màu tím thì nó sẽ có các cái vân chéo anh em nhé Đây, riêng bao da zin của của con E72 tím thì nó khác Cái bao của con, các cái dòng E72 khác là nó sẽ có một cái vân chéo này Cũng như là có một cái dây đeo màu tím này Dây đeo cũng khác này, dây đeo nó là dạng vân tròn Nokia Đấy, bao da dây đeo ở trong một túi Tiếp nữa là một chiếc tai nghe zin Chân 3.5mm Tiếp nữa là một sợi cáp USB để truyền dữ liệu chạy phần mềm và kim là cáp sạc luôn cái cáp này thì con này nó hỗ trợ cả chân kim cả chân dẹt và sổ sách ở bên dưới thì đây mình cũng cầm lên cho anh em xem đây ba bốn năm quyển gì đấy đấy quyển sổ chính thì đây rồi và bây giờ đến với nhân vật chính thì con này ngoài các cái phụ kiện mình vừa mới giới thiệu ra thì ở trong máy nó còn một cái thẻ nhớ 4 g nữa mình không cầm không tiện cầm ở đây nó đại khái là nó nằm ở trong cái cổng đây đấy màu tím thì rất là đẹp anh em nhá zin nguyên và không tì vết anh em nhá nếu mà anh em nào mà chơi điện thoại cổ ấy, chỉ cần nhìn qua những cái chi tiết mình quay đây Đây logo Nokia Air Series này Cũng như là anh em nhìn qua các cái chi tiết ở bên trong anh em biết là đồ zin rồi Con này thì nó không hề rẻ đâu anh em ạ Giá thì nó ngang với một con iPhone XS Max cũ đấy chứ nó không hề rẻ đâu nhưng mình vẫn nói vui là những ai mà mua được con này nguyên hộp thì XS Max thì họ không quan tâm đâu Tại vì là có khả năng là 14, 15 Pro Max họ mua được rất nhiều chiếc rồi những con XS Max thì họ không quan tâm và họ chỉ thích mua lại những con này để sưu tầm kỷ niệm Đấy, để trả thù quá khứ con này thì sóng sánh vẫn căng đét anh em nhá Đấy đây, phím cảm ứng vẫn ok, cho dù mình đang đeo một lớp bao tay vải nhưng mà vẫn cảm ứng rất là ok này. Đấy, hoặc là anh em có thể ấn, ấn, ấn đều được. Rồi, anh nào mà cần một chiếc này, một chiếc E72 tím rất là hiếm khi về hàng thì liên hệ mình nhá. Cái chiếc này thì dành cho bác nào khó tính nhất Tại vì là nó là hoàn hảo rồi Không có điểm chê rồi Ok anh em